Một lô đất rẫy để mà canh tác được thì cần ít nhất là 3 yếu tố, đó là điện, nước và đường đi lối lại. Ngày hôm nay em Nga gửi đến quý anh chị một cái sản phẩm với diện tích tận 29 hecta mà đường đi lối lại rất là thuận tiện, gần nguồn nước, gần khu dân cư, chỉ với 280 triệu trên 1 hecta lại còn được bao sang tên bìa nữa. Giá rất là phải chăng quý anh chị ạ. Mời quý anh chị theo em vào thực tiễn với cái lô rẫy này quý anh chị nhé. Em Nga mến chào toàn thể quý anh chị, các bà con à. Em Nga đang đứng trên tổng cái diện tích ở đây là 29 ha, đã có bìa đầy đủ nha. Bìa hồng đầy đủ luôn. Đất bằng phẳng, siêu bằng phẳng và đang trồng mì cộng với lại mía này. Đó. Đây này, ở đây là đất thịt không quý anh chị ạ, không có đá nha. Đất này trồng cây, trồng dưa hấu, tuyệt vời luôn. Và cái lô đất này rất gần khu dân cư luôn nha. Cách khu dân cư khoảng chừng là 1 km, ra đầy đủ các tiện ích trường học rồi là tạp hóa, chợ, rất là tiện lợi. Xe ô tô đi vào tới nơi này, đất bằng như thế này, đường đi thuận tiện. Đó, bên đây này, đất của mình là gia chủ có đang trồng bìa, trồng mì này. Còn bên đây là trồng mía này. Chất đất đen chỉ với giá là 280 triệu trên 1 hecta được bao sang tên bìa luôn cho các anh chị này. Ở chỗ này thì nó đào giếng dễ nha các anh chị. Cái mía tốt không, chất đất đen này. Đất thịt này không hề có đá luôn. Mía cao tốt chưa? Đất này mình cày lên trồng dưa hấu, cho thuê đất trồng dưa hấu cũng được. Một cái diện tích đất tương đối rộng, 29 ha đã có bìa. Mua là công chứng luôn, anh chị ha. Mua bán công chứng luôn được luôn này. Đó, em Nga đi hết cái mảnh đất này không có cục đá nào luôn, được một cái rất là tiện lợi, đó là cái lô đất này không có đá, chất đất đen, đất thịt, máy cày cày thoải mái luôn. Wow, bạt ngàn. Cái diện tích đất rộng này em Nga quay cái chất đất ở dưới cho quý anh chị xem thôi, còn em Nga sẽ gửi em cái video của Lê Cam từ trên cao cho quý vị xem nha. Đấy. Một cái lô rất là hiếm hoi để có bìa đầy đủ với tổng diện tích 29 ha, đất rất là rộng, chỉ với 280 triệu trên 1 ha thôi quý anh chị ạ. Đó, quý anh chị nhìn thấy bên kia không, nhà cửa khu dân cư kìa, nhà yến người ta xây kìa. Đó. Em Nga thấy cái lô này tiện mà đẹp. Ui, đứng ở đây nhìn thấy nhà cửa ở đông không? Đó. Video trên Playcam sẽ rõ hơn quý anh chị nha. Trước mắt quý anh chị video của Playcam từ trên cao của 29 hecta. Đất của mình đặt được phủ xanh hết cả vườn. Gia chủ cho thuê trồng mía và trồng mì. Đất bằng phẳng như một cái sân bóng, không có đá sỏi nha, và không có trũng. Và lô đất phía trước rất là gần khu dân cư, ra ngoài đường lớn cũng chỉ có vài trăm mét thôi. Cách khu dân cư khoảng chừng là 600 mét và ra ngoài đường tỉnh lộ khoảng chừng 2 km. Khu vực rẫy của mình gần hồ nước lớn, cho nên là có thể đánh giá cái nguồn nước ở đây là không hiếm hoi. Đất của mình thuộc huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Quý anh chị quan tâm đến cái lô đất này liên hệ đến em Nga qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần tới.